xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái lá hoa hồng như thế này. Mình sẽ làm một cái clip riêng để làm hướng dẫn các bạn làm cái này. Bởi vì hoa hồng thì sẽ có rất nhiều clip mình sẽ làm, nên là mình sẽ không phải clip nào mình cũng hướng dẫn các bạn làm được cái lá như thế này. Mình hướng dẫn là vì có một số bạn không biết tìm mua được cái lá hoa hồng. Xanh thì các bạn hoàn toàn có thể tự làm lá hoa hồng nha. Nó hơi mất công một chút thôi. Không có thì mình nhờ mình phải tự làm. Thì để làm được cái lá hoa hồng lại như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu chúng ta cần thì gồm có là giấy nhím màu xanh này, có kích thước là 3,5 nhân với 3,5 cm nha. Tiếp nữa là kiểu si loại 9 cm. Tiếp theo là kém si có kích thước là 5 cm. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần lá nhé. Các bạn cắt cái mảnh giấy nhím màu xanh có kích thước như thế nào. Các bạn dùng tay cắt chéo cái mảnh giấy hình vuông này ra nha. Sau khi cắt chéo này thì chúng ta sẽ được cái hình vuông như thế này. Các bạn nhìn thấy cái đường gân ở hai bên nhé. Cái đường gân nào mà nó chéo lên trên này, các bạn nhìn thấy chưa, đường nó chéo lên trên thì các bạn giữ nguyên nha. Còn cái đường vân mà nó bị chếch xuống như thế này thì các bạn lật úp nó xuống như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy được hai cái đường vân nó sẽ có hướng đi lên. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ úp hai cái mảnh giấy này vào với nhau. Chúng ta cầm sẽ cắt tạo lượn răng cưa. Sẽ được cái phần lá, hai phần lá của cái lá hoa hồng như thế này nha. Các bạn nhìn thấy đường gân nó chéo lên rồi thì nó sẽ giống cái đường gân của hoa tập nha. Giờ các bạn nhìn đến cái kẽm si 5cm này, các bạn phết keo sữa vào, các bạn dính hai cái lá lại với nhau. Đợi keo khô là được. Cái giấy này mình dùng giấy của Ý, giấy cứng ấy. Nhỏ nên là mình sẽ chỉnh nó
giòn nha. Láo hồng thì nó không quá nhọn vào phần đầu. Chúng ta đã được cái phần lá như thế này. Rồi chúng ta sẽ dùng băng keo sát để quấn lại. À, như vậy là chúng ta đã được có một cái lá trong cái nhánh của lá như thế này. À, tương tự thì chúng ta sẽ làm thêm hai cái lá có kích thước là 5cm, cái kẽm si có chiều dài là 5cm nha. Và một cái lá với độ dài của kẽm si là 9cm nha. Rồi chúng ta sẽ ghép vào cái phần lá này thôi. Chúng ta sẽ bẻ cong như thế này, rồi chúng ta dùng băng keo sát để dát lại. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái phần một cái lá hoa hồng, một nhánh của cái phần lá hoa hồng. Đây mình chỉ hướng dẫn các bạn làm từng lá một như thế này, còn để mà ghép được thành cái lá to như thế này thì chúng ta sẽ làm ba cái lá nhánh lá nhỏ thì chúng ta ghép vào thôi nha. Đó, rất đơn giản. Như vậy thì mình đã hướng dẫn xong các bạn làm lá hoa hồng. Bạn nào mà không tìm mua được thì có thể tự làm cái lá hoa hồng đấy nhé. Nhưng theo mình thấy thì nó hơi mất công. Bạn nào mà tìm mua được lá hoa hồng thì dùng nó sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu lá hoa hồng này. Và bạn nào mà xem cái clip lá hoa hồng của mình thì cũng có một cái clip mình đã hướng dẫn làm lá nhưng mà nó không như cái clip này. Cái lá này thì mình làm đường hướng dẫn các bạn làm đường vân nó được nhiều hơn ấy. Còn cái clip kia thì mình hướng dẫn các bạn cắt rất là nhanh cho tiết kiệm thời gian thôi. Cũng tùy các bạn thôi, các bạn muốn làm kiểu nào cũng được. Thấy cái nào nó tiện cho mình thì các bạn làm nha. Chúc các bạn thành công và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha.